Dưới thời phong kiến, hoàng hậu được xem là ngôi vị cao nhất, là người làm chủ lục cung và có quyền sinh sát đối với các nữ nhân của hoàng đế. Thế nhưng dưới thời Tần Thủy Hoàng, người ta không bao giờ biết đến khái niệm hoàng hậu bởi một nguyên nhân mà không ai ngờ tới được. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa cách đây hơn 2.000 năm. Ông được biết tới là người có công lao thống nhất đất nước sau khi đánh bại 6 nước chư hầu trong thời Chiến Quốc và trở thành hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của đất nước Tỷ Dân. Mặc dù có nhiều chiến tích và công lao hiển hách, thế nhưng đời sống nơi hậu cung của Tần Thủy Hoàng lại không hề sinh động như sự nghiệp của ông ta, thậm chí còn có phần hơi khác thường so với những triều đại khác. Nếu như ở các triều đại khác, hậu cung luôn là nơi phức tạp khi các nữ nhân luôn tranh giành quyền lực và đấu đá lẫn nhau, và đặc biệt dàn hậu cung đều là được cai quản bởi một nhân vật có danh là hoàng hậu. Nhưng hậu cung của Tần Thủy Hoàng lại nói không với ngôi vị này. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu bởi nếu nhìn lại cuộc đời của vị hoàng đế này, không khó để nhận thấy rằng Tần Thủy Hoàng lúc sinh thời gần như không có hứng thú với việc mỹ sắc hậu cung. Ông kế vị vào năm 13 tuổi và tự đứng lên chấp chính ở độ tuổi 22. Tần Thủy Hoàng đã có tới 9 năm kinh nghiệm cai trị trong bối cảnh Thái Bình. Ngày đó chính xác là vào thời điểm 3 năm sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng lúc đó đã 16 tuổi và có tư cách lập vương hậu. Thế nhưng trong suốt hơn một thập kỷ sau đó, ông dường như không bao giờ có ý định làm việc này mà thay vào đó là tập trung cho sự nghiệp chinh chiến để bình định và thống nhất thiên hạ. Mãi đến khi gần đất xa trời, khi bước lên đỉnh cao của quyền lực và trở thành thiên tử đầu tiên của Trung Hoa thì vị trí hoàng hậu của Tần Thủy Hoàng vẫn bị để trống, mặc dù hậu cung của ông có đến cả hàng nghìn phi tần. Để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, Tần Thủy Hoàng tạ thế trong tình cảnh không có người vợ đi cùng. Có rất nhiều lý do được đưa ra, nhưng hợp lý nhất có lẽ là do vết thương từ trong quá khứ. Năm xưa, khi Tần Thủy Hoàng còn nhỏ, mẹ của ông là Triệu Cơ đã nổi tiếng là người đàn bà lăng loạn, không giữ thủ tiết của một người phụ nữ. Người đàn bà này vốn là tiểu thiếp của Lã Bất Vi, sau đó mới được dâng lên cho vương tôn Doanh Tử Sở của Tần Quốc, tức là cha đẻ của Tần Thủy Hoàng sau này. Thế nhưng kể cả khi là ái thiếp của Lã Bất Vi hay là vợ của Doanh Tử Sở thì Triệu Cơ vẫn luôn có rất nhiều người tình xung quanh. Thậm chí sau này khi đã trở thành Thái hậu của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, bà vẫn thường xuyên tư thông với tình cũ là Lã Bất Vi. Sau đó lại còn bí mật qua lại với tình nhân tên Lao Ái và còn sinh hạ hai người con riêng cho người này. Phận là con nên dù Tần Thủy Hoàng biết rõ những điều xấu hổ mà mẫu thân mình làm ra nhưng không thể làm gì. Ông cứ giữ mãi trong lòng, dần dần tạo thành định kiến khiến ông cảm thấy chán ghét phụ nữ và mất lòng tin vào sự thủy chung đôi lứa. Và chính vì vậy, nỗi đau trong quá khứ đã trở thành rào cản trong hôn nhân khiến Tần Thủy Hoàng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cưới một người vợ chính thất và cho họ lên làm hoàng hậu. Mãi đến sau này, khi đã ổn định được triều chính, Tần Thủy Hoàng mới cho bức tử Lã Bất Vi, đồng thời tru di tam tộc nhà tên Lao Ái. Sau đó, ông còn cho sát hại hai người con riêng của Thái hậu Triệu Cơ và đuổi bà ra khỏi kinh thành, cấm bà không bao giờ được xuất hiện ở thành Hàm Dương. Người đời vẫn cho rằng, khi không còn thấy sự xuất hiện của mẹ mình nữa, thì những ký ức đau buồn của Tần Thủy Hoàng sẽ nguôi bớt và ông sẽ có cái nhìn tích cực hơn về hôn nhân. Thế nhưng mà không, trong suốt khoảng thời gian sau đó, ông luôn cảm thấy những người phụ nữ xung quanh mình không ai đủ tầm để trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho một vị hoàng đế như Tần Thủy Hoàng không mấy mặn mà với việc lập hậu. Song ngày nay, nhiều nhà sử gia còn cho rằng việc vị trí hoàng hậu luôn bị bỏ trống một phần cũng xuất phát từ con người quái dị của Tần Thủy Hoàng. Kể từ khi lên ngôi hoàng đế, Tần Thủy Hoàng luôn lo nghĩ về việc sống chết. Ông nuôi tham vọng ý nghĩ làm sao trở nên bất tử, do đó mà tính cách có phần đa nghi và khắc nghiệt. Ông cho rằng việc lập hậu sẽ trở thành rào cản trở bước tiến của ông trên con đường sự nghiệp. Thậm chí Tần Thủy Hoàng còn lo ngại rằng sau khi ngôi vị hoàng hậu có chủ thì thế lực của hoàng hậu rất có thể sẽ trở thành một mối nguy hại cho ngai vàng của ông. Bên cạnh việc chăm lo cho vị trí độc tôn của mình thì Tần Thủy Hoàng cũng luôn muốn tìm ra một viên linh đan có khả năng biến ông trở thành trường sinh bất tử. Để thực hiện được tham vọng của mình, Tần Thủy Hoàng đã lệnh cho người tìm ra 3.000 đồng nam và đồng nữ lên đường vượt biển đi tìm thuốc tiên cho mình. Chính vì thế mà Tần Thủy Hoàng chẳng còn ham muốn việc lập hậu. Sau đó, cũng bởi cả đời chưa từng lập hậu nên khi băng hà, Tần Thủy Hoàng cũng trở thành vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa
khi chết không hợp táng lăng, chỉ có hàng trăm cung nữ phi tần phải tuẫn táng theo ông ở trong một lăng mộ độc lập chứa cả một dòng sông Thủy Ngân. Song cũng có giả thuyết lại cho rằng Tần Thủy Hoàng không lập hoàng hậu là bởi ông còn vấn vương mối tình với người con gái có tên là A Phòng. Chuyện tình này bắt đầu xảy ra khi quân đội nước Tần đang chiến đấu với những bộ lạc ở phía Nam. Vào thời điểm đó, để tấn công, quân Tần cần phải vận chuyển được lương thực di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Tuy nhiên, do thời tiết rất nóng bức nên Tần Thủy Hoàng đã hạ lệnh cho đào kênh nối sông Tương và sông Ly để giúp việc vận chuyển lương thực được thuận tiện hơn. Thế rồi trong lúc thi công, quân Tần không may mắc phải một căn bệnh nguy hiểm là dịch hạch. Quân địch ở phía Nam sợ rằng nếu ra trận sẽ bị nhiễm bệnh của quân Tần nên đã nghĩ ra một cách, cử một cô gái địa phương hái thuốc để trà trộn vào doanh trại thám thính tình hình, đồng thời khống chế dịch hạch. Và cô gái đó chính là mỹ nhân A Phòng. Thế rồi, sau khi A Phòng thâm nhập được vào doanh trại nhà Tần lại chữa được bệnh dịch, Tần Thủy Hoàng vô cùng cảm kích và cho gọi cô vào để ban ơn. Nhưng hai người, hai ánh mắt vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Đến khi quân phía Nam có ý cầu hòa, Tần Thủy Hoàng liền đồng ý và chạy đến bày tỏ tình cảm của mình với A Phòng rồi hứa hẹn sẽ cho nàng danh phận sau khi ông hoàn thành tham vọng thống nhất Trung Hoa. Tuy nhiên, sau đó mối lương duyên này cũng chẳng thành khi buổi đầu Tần Thủy Hoàng lên ngôi, nhưng quyền lực thực chất của nước Tần đều nằm chủ yếu trong tay của tướng quốc Lã Bất Vi. Đến khi Tần Thủy Hoàng cứng cỏi tự đứng lên giành lại quyền lực, đồng thời đánh bại 6 nước chư hầu thống nhất Trung Hoa, thì mới hay tin mỹ nhân A Phòng đã không may qua đời. Để tuột mất người con gái mà mình yêu nhất trên đời, Tần Thủy Hoàng đã có một thời gian vô cùng đau khổ, và đó chính là lý do khiến sau này Tần Thủy Hoàng không muốn lập hậu, bởi sâu thẳm trong trái tim ông thì vị trí chủ lục cung ấy đã từ lâu dành cho người con gái tên là A Phòng năm nào rồi. Sau đó, để tỏ lòng thương nhớ nữ nhân mà mình rất mực yêu thương, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã không tiếc tiền bạc, của cải, huy động một số lượng nhân công khổng lồ để xây dựng lên cung A Phòng. Một tổ hợp cung điện vô cùng xa hoa và cũng rất bí ẩn trong lịch sử. Cung A Phòng là công trình kiến trúc khổng lồ nằm bên bờ sông Vị, ước tính nằm cách thành Trường An, ngày nay là thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, khoảng 30 km về phía Tây. Cho đến ngày nay, sau hơn 2.000 năm, không chỉ lăng mộ Tần Thủy Hoàng mà ngay cả cung A Phòng, công trình gắn liền với nhiều câu chuyện ghi chép bí ẩn về thời nhà Tần, đặc biệt là về người con gái tên là A Phòng, vẫn còn là một trong những bí ẩn khó lý giải về vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng bên ngoài là một vị hoàng đế hung tàn, nhưng xem ra bên trong lại là một gã si tình đấy chứ nhỉ. Chỉ tiếc cho những nữ nhân bên cạnh ông có được danh phận nhưng mãi mãi không có được trái tim của bậc quân vương. Còn các anh em thì sao? Các ông có suy nghĩ như thế nào về cuộc tình của Tần Thủy Hoàng cũng như cái cách mà vị hoàng đế này bỏ trống ngôi vị hoàng hậu? Hãy để lại ý kiến của các ông trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.